Hello, chào mọi người đến với kênh của mình nha. Bây giờ là 8 giờ tối nha mọi người. Mama, mẹ yo. Nhìn ra bên ngoài là thấy tuyết rơi nên hai bố con ra ngoài là chơi tuyết với lại quay tuyết này. 8 giờ tối nhá. Theo chân hai bố con mình nhá, ra ngoài chơi nhá. Mọi người, hôm nay lại tuyết rơi nữa nè. Mình thì vừa mới về từ nhà bạn bè chơi nên xe của mình cũng không có tuyết. Xe người ta đậu ở đây lâu nên có tuyết này, rất là dày đặc luôn này. Kia mấy đứa nhỏ về đi chơi nên không đi được, tại vì tuyết dày quá nên đạp cũng hơi mệt. Wow! Cái tôi già nó. Nè. Nathan, cái dòng Pinari như thế này. Bình đội Pinari như thế này nè. Lại một người. Đây là khu chung cư mình ở nè. Mình ở nhà thuê thôi, chưa mua nhà riêng. Mấy cô chú bác cũng lần lượt mua nhà riêng rồi. Đây mọi người, cũng được 5-6cm, 7cm gì ấy. Vừa quay tuyết rơi, vừa quay để test camera nha mọi người. Camera hành động của mình mới mua cũng lâu rồi nhưng mà chưa có thời gian quay ban đêm nên là giờ có dịp nên quay luôn, test luôn. Giờ mình chạy thử nhá. Đây. Quay lại nhà nữa nha. Đấy. Wow, Liu Casta. Ni, Uncle Burr. Nata, lelaki saro, aku leh huta. Esa usuya, muda tak salun. Lelaki se ei usu aku ya tasa se tasa on lunta tak selin tak kenai nai. Kita mesti jadi yang ini. Vào nhà này. Mama like không chịu vào nhà, cứ đòi ra ở ngoài chơi này. Nó thằng ấy chắc chắn. Dạ. Nè. Cô có lấy gì ra ta sa ya nó. Tô. Cô tô. Đi lấy đồ chơi từ trong kho ra. Ừ.
không có xe lục cổ. Ôi ôi. Mơ to rồi. Có con mơ lớn. Xem tù lắm. Ui. Ui ui. Chơi gì đây? Cái này là nước nha mọi người, tại vì lạnh quá nên nó đóng băng rồi. Đấy. Không phải là cái gì đâu. Đây. Chỉ là băng thôi. Ôi, khá là lạnh nha mọi người. Thôi, chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo nhé. Bây giờ hai bố con vào nhà thôi. Bye bye.